Thì đối với em thì trong giáo dục có hai cái việc quan trọng. Trên cương vị là một giáo viên thì cái điều đầu tiên em muốn làm với học viên của mình là làm sao cho các bạn có thể đi đến cái con đường trí thức của các bạn theo cái cách mà các bạn muốn. Điều đó có nghĩa là trong khi mà em trên lớp thì cái việc quan trọng nhất đối với em sẽ là tạo điều kiện cho các bạn học tập, tạo điều kiện cho các bạn tìm tòi và kích thích cái trí tò mò của các bạn, để từ đó các bạn có thể đi trên chính con đường của mình, không phải là bất cứ một cái lý do nào khác, mà cái mục tiêu quan trọng nhất của mình là phải làm cho các bạn đi đến cái mục tiêu của các bạn dựa trên cái khả năng của mình. Cái triết lý thứ hai của em là khi mình làm giáo viên thì cái việc tiếp theo nữa là mình phải unlock được những cái potential của các bạn, có nghĩa là mình phải mở khóa được tất cả những cái tiềm năng của học viên của mình, bởi vì tất cả mọi người đều có những cái tiềm năng nhất định của họ. Đối với một người giáo viên thì mình phải nhìn nhận ra được tiềm năng trong học trò của mình và từ đó giúp học trò của mình đạt được đến những cái tiềm năng đó. Đây là hai cái triết lý quan trọng nhất của em. Thì em đã đứng lớp khá là lâu rồi, em đã từng kinh qua gần như là tất cả những cái chương trình tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh tất cả những cái chương trình luyện thi. Khi mà em nói chuyện với anh Lực thì em cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái tầm nhìn của anh về về học thuật cũng như là về kỹ thuật cũng như là về con đường mà anh đã chọn, trung tâm đã chọn. Thì từ đó mà em quyết định chọn đó. Thì thực sự là ấn tượng thì em có một lần em làm giám khảo chấm thi IELTS. Thì khi mà mình trò chuyện với các bạn thì em có nói về cái việc gia đình, thì bạn có kể về việc là cha của bạn là làm xa và một năm nọ thì đáng ra là cha của bạn không có về kịp sinh nhật bạn, nhưng mà hôm đó thì cha của bạn quyết định tạo một cái bất ngờ và về đúng ngay cái ngày sinh nhật luôn, và khi mà bạn kể đến đó thì bạn bật khóc. Và đây, cái việc này nó xảy ra khá là lâu rồi, vào những cái năm đầu mà em đi dạy, thì em cảm thấy rằng là mặc dù là nó cũng không có gì nhiều hết, mình đi dạy thì mình cũng gặp những cái trường hợp khác nhau, nhưng mà em có thể cảm thấy được cái tình cảm thực sự của bạn trong cái câu chuyện, và đó là một cái tình huống mà thật sự là nó luôn gắn với em trong quá trình mà em đi dạy.